À, vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồ Khánh VK. Thì hôm nay mình rất vui mừng. Ngày hôm qua thì mình vừa nhận được cái lá thư từ Google Accent đã gửi về cho mình cái mã pin để mình xác minh cái địa chỉ thanh toán. Thì qua cái yêu cầu gửi là lá thư từ Google lần đầu tiên thì mình không nhận được, và mình trực tiếp đến tất cả các bưu điện và mình hỏi thì mình chỉ bảo là không có, và mình chỉ nói còn hỏi mình là lá thư này là lá thư gì, mình chỉ thậm chí không biết là lá thư gì nữa. Thì sau yêu cầu lần thứ nhất thì mình cảm thấy rất hoang mang, qua một thời gian cũng phải vài tháng, 2-3 tháng gì đó, và sau đó mình có sửa đổi cái yêu cầu họ gửi cái lá thư về cho mình bằng cách là mình viết cái tên của mình bằng chữ in hoa không dấu, kèm số điện thoại và địa chỉ rất chính xác như mình đã đăng ký trên Google Accent. Và cái mã cột của bưu điện là mã cột cái bưu điện mà mình đang sinh sống gần nhất, tức là bưu điện gần nhất ở chỗ mình ở. Và mình yêu cầu ngày 14 tháng 2 2019. Như vậy là ngày 22 tháng 2 2019 thì mình nhận được cái lá thư từ Google Accent đã gửi về cho mình qua đường bưu điện. Và có cái chị trong bưu điện đã nhắn tin trên Facebook bảo mình có một lá thư, tại vì mình nhờ chị ấy là khi nào có lá thư là bảo cho mình. Thì hôm nay mình rất là vui. Mình đặt ngưỡng thanh toán là cũng khá lâu rồi, nhưng mình chưa yêu cầu người ta gửi cái mã pin cho mình. Mình tham gia vào YouTube vào ngày 27 tháng 8 2014, tức là hơn 4 năm. Nhưng trong quá thời gian dài như vậy mà nhưng mình chưa yêu cầu, mới đây mình mới yêu cầu người ta gửi mã pin về cho mình để mình xác minh cái địa chỉ thanh toán. Thì hôm nay cái lá thư thứ hai mình yêu cầu thì mình đã nhận được, thì mình rất vui. Và mình có được ngày hôm nay là nhờ tất cả các bạn hơn 6.000 anh em đã đăng ký ủng hộ mình, theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì trong thời gian tiếp theo mình sẽ cố gắng hơn nữa để ra nhiều những clip hay để chia sẻ đến mọi người, và hy vọng mọi người yêu quý mình hơn nữa để mình có động lực và cho ra những clip chia sẻ hay hơn, bổ ích hơn để là cộng đồng của người Việt chúng ta. Thì qua quá trình làm YouTube thì mình cũng mong muốn nhất là đến ngày hôm nay, và mình sẽ xé cái lá thư ra và mình sẽ nhập cái mã pin để xác minh địa chỉ thanh toán trở về. Bây giờ các bạn của mình hãy cùng mình sẽ cái lá thư Google này. Cái lá thư này là thư gọi là của riêng mình, mà của tất cả mọi người đã dành cho mình. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình cho mọi người xem qua cái lá thư của mình. Rồi ok, bây giờ mình xin được phép mình sẽ xé ra cái lá thư này để mình nhập cái mã pin. Thì ở trong lá thư này gồm có 6 mã pin để chúng ta nhập cái mã pin này. Rồi ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ xé cái lá thư này ra. Mình sẽ xé theo cái đường hướng dẫn của lá thư này.
Ok, như vậy đây là mã pin của mình. Mã số nhân dạng cá nhân, mã pin Google của Accent của bạn. Đây là một bên người ta hướng dẫn mình đăng nhập vào cái trang Google Accent để chúng ta nhập mã pin vào. Và bên này là mã pin của mình. Và đây là họ tên của mình. À, bây giờ thì mình sẽ vào Google Accent để mình nhập cái mã pin của mình để xác minh cái địa chỉ thanh toán. Và đây là cái trang chủ chính của Google Accent ở trong cái của mình. Bây giờ mình sẽ xác minh cái địa chỉ này. Giờ mình bắt đầu xác minh. Giờ mình sẽ nhập mã pin vào. Xin được trả lại cái mã pin của mình. Ok, như vậy. Địa chỉ thanh toán của bạn đã được xác minh.